chào mừng các con đến với cuộc thi Bé Vui Sáng Tạo. Các con ơi, bên cạnh cô chính là những hình ảnh các con vật mà cô đã sáng tạo từ bàn tay đấy. Chúng mình có háo hức muốn biết cô đã sáng tạo như thế nào không? Vậy thì cô mời các con cùng đến với hoạt động vẽ sáng tạo con vật từ đôi bàn tay nhé. Để thực hiện được hoạt động này, cô đã chuẩn bị các nguyên liệu sau: giấy trắng, màu sáp, bút chì và bút dạ. Chúng mình cùng bắt đầu thôi nào. Cùng đến với con vật đầu tiên nhé. Các con có đoán ra được đó là con gì không? Đúng rồi, đó là con khủng long. Để vẽ được con khủng long, chúng mình sẽ sử dụng ngón tay cái và ngón tay út. Sau đó dùng bút dạ vẽ theo đường viền và vẽ thêm phần chân và phần bụng. Đặc trưng của khủng long là có các vây ở phía trên. Sau đó cô vẽ thêm mắt và mũi, móng chân. Tiếp theo cô sẽ sử dụng màu để tô. Các con có thể tô màu theo ý thích của chúng mình nhé. Cùng đến với con vật thứ hai nhé. Các con có đoán ra được không? Đó chính là con gà. Chúng mình vẫn sẽ sử dụng ngón cái và ngón út. Tuy nhiên ngón út sẽ gập vào một chút. Chúng mình cùng quan sát cách cô vẽ con gà nhé. Con vật tiếp theo có đặc trưng là hai cái tai rất dài. Đúng rồi, đó chính là con thỏ. Chúng mình cùng quan sát cách cô vẽ nhé. Tiếp theo, các con có đoán ra được đây là con gì không? Đúng rồi đấy, chính là con chó. Con vật cuối cùng, cô sử dụng 4 ngón để vẽ. Chúng mình cùng nhìn và thử đoán xem cô vẽ con gì nhé. Đúng rồi, chính xác. Đó là con sứa, đúng không nào? Các con cùng quan sát cách cô vẽ nhé. Như vậy là những bức tranh của cô đã hoàn thành rồi.